Xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí. Trong chương trình ngày hôm nay, Phương Anh rất vui khi được trò chuyện với một kiện tướng đa sport nổi tiếng, anh Chí Anh, là một trong những người đã đặt nền móng đầu tiên cho nền khiêu vũ thể thao Việt Nam. Và hiện tại thì anh Chí Anh vẫn đang tiếp tục gắn bó với đam mê của mình với cương vị là một huấn luyện viên. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Xin chào Phương Anh, xin chào quý khán giả và các đồng chí. Anh Chí Anh này, trong làng dancehall nói riêng và trong giới nghệ thuật Việt Nam nói chung thì cái tên Chí Anh dường như đã rất quen thuộc đối với nhiều người với vai trò là một vũ công, một vận động viên. Vậy thì sau khi đã quyết định dừng lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình và chuyển hướng sang làm công tác huấn luyện thì anh có thể chia sẻ một chút về những thay đổi trong cuộc sống cũng như trong cảm xúc của anh khi gắn bó với bộ môn này ở hai vai trò có gì khác nhau được không ạ? Khi mà bất kỳ một vận động viên nào, bất kỳ một một môn nào cũng thế thôi, đều nó có cái tuổi đời cống hiến của nó. Và khi sang một giai đoạn khác thì mình phải chấp nhận điều đấy và phải chuyển. Mặc dù trước đây khi tôi còn thi đấu ấy thì cứ nghĩ là mình sẽ thi đấu mãi, không bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ cả, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ cả. Thế nhưng mà rồi đến lúc nghỉ rồi nó cũng phải nghỉ rồi. Dù mình không muốn rồi nhiều yếu tố khách quan, ví dụ như bạn nhảy hay là sức khỏe hay là còn cả gia đình nữa chẳng hạn như vậy, việc công việc riêng nữa thì bắt buộc là phải thay đổi. Và cũng phải mất một số thời gian, một khoảng thời gian nhất định thì mới làm quen với cái việc là chuyển từ công việc là từ vận động viên sang huấn luyện viên. Tuy nhiên thì trong cái lúc mà tôi là vận động viên ấy thì tôi cũng đã vẫn giảng dạy rồi, thế nên là cũng không thay đổi nhiều lắm. Có chăng thay đổi đấy là mình bị tăng cân này. Đấy, về thể trạng của mình này, mình đang quen tập luyện thì bây giờ mình dừng cái này thì mình tăng cân này, rồi mình thay đổi những cái thói quen một chút. Thế còn còn lại thì cái việc dạy nó vẫn song hành cùng tôi ngay từ khi mà tôi còn là vận động viên. Thế cho nên là và không được đi đó đi đây nhiều như trước. Vậy thì quay trở về một chút với những kỷ niệm ở những cái ngày đầu tiên mà khi anh quyết định dừng lại cái sự nghiệp thi đấu của mình thì có một chút nào đấy hụt hẫng hay là tiếc nuối? Trước khi mình chuyển từ trạng thái đang là một người vận động hàng ngày, đang tập luyện thi đấu hàng ngày ở đỉnh cao và mình dừng lại thì đương nhiên là nó sẽ chắc chắn là sẽ hụt hẫng, nhưng mà thì thường thì khi người ta hụt hẫng thì người ta phải tìm những thứ để người ta lấp vào đấy. Tìm những niềm đam mê mới. Niềm đam mê mới. Ví dụ như mời bạn đi cà phê này, ví dụ đi chơi với cả bạn bè này. Thế thì tôi nói đùa thôi, thì cái việc lúc này thì việc huấn luyện, rồi việc làm, tôi bên cạnh đấy tôi còn làm trọng tài nữa, rồi cũng phải học lên để làm trọng tài quốc tế. Hiện nay tôi đang là trọng tài quốc tế. Thì trước đây thì không đi thi đấu nhiều thì bây giờ có thể đi chấm nhiều, thì nó một trạng thái khác, nhưng mà nó vẫn liên quan đến khiêu vũ, vẫn liên quan đến cái mà mình được yêu thích, thế là tốt rồi. Và với bộ môn khiêu vũ thể thao thì chắc chắn là cái ngọn lửa thi đấu ở trong mỗi vận động viên là rất lớn, và cái niềm khát khao được đứng trên sàn thi đấu và được thể hiện mình là rất lớn. Thì bây giờ khi chuyển sang làm công tác huấn luyện để truyền lửa cho các lứa vận động viên trẻ kế cận, thì anh có thể nêu một chút những cảm nhận của mình về lứa vận động viên trẻ hiện nay của khiêu vũ thể thao Việt Nam được không? Cái lứa vận động viên trẻ Việt Nam ngày nay thì thuận lợi hơn thế hệ trước rất rất nhiều, khi mà thời đại công nghệ bùng nổ, chúng ta có mạng xã hội, có internet, có điện thoại thông minh, mọi thông tin đều được cập nhật rất là nhanh. Chính vì vậy mà các bạn được tiếp thu những cái mới, những cái đổi mới cập nhật thường xuyên. Liên tục. Và đấy là một cái thế mạnh của các bạn. Tuy nhiên thì cái gì nó có hai mặt. Khi các bạn sử dụng công nghệ nhiều quá thì mạng xã hội, đúng không? Rồi TikTok, rồi tất cả các thứ nó lại lấy đi rất là nhiều sự tập trung của các bạn ấy. Ví dụ như ở cương vị huấn luyện thì tôi rất là hạn chế trong thời gian mà các bạn ấy học hay các bạn tập được sử dụng điện thoại. Đấy, chỉ sử dụng khi cần thiết thôi, ví dụ như là có cuộc gọi khẩn cấp hay là như thế nào đấy thôi, còn rất là ít. Hoặc sử dụng điện thoại đấy vào cái việc học tập của mình, ví dụ như là xem clip, xem các cái kỹ thuật, xem những cái mà mình cần phải học thì các bạn ấy sử dụng như thế. Thì tôi đang đi theo cái chiều hướng như vậy. Bản thân chúng tôi khi là những người giảng dạy thì nhờ những công nghệ đó thì cũng cái việc giảng dạy nó cũng dễ hơn rất là nhiều, nó cũng tiện hơn rất là nhiều. Và cả hai phía, nhưng nó đòi hỏi cả hai phía. Phía huấn luyện viên thì phải tìm tòi những cái tổ hợp đẹp để cho các bạn ấy xem và học hỏi. Các vận động viên thì phải tự giác xem và tập theo. Đó thì
cái việc của tôi nó cũng đơn giản hơn nhiều, nó cũng không bị mệt mỏi như ngày xưa nhiều. Vâng. Nó đỡ được công sức đi. Vâng, và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid thì cái sự tiếp thu những cái kiến thức từ các chuyên gia nước ngoài của các bạn cũng sẽ bị hạn chế. Và mình cũng có thể nhờ vào công nghệ để có thể vẫn tập huấn được với chuyên gia nước ngoài, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta học online. Thì tuy nhiên thì học online thì là nó chỉ là giải pháp tình thế thôi. Và cũng may rằng là cái dịch đấy đã chúng ta không bị cái tình trạng gọi là đóng băng như trước nữa, rất là may, và hy vọng là sẽ không phải một lần nữa như thế. Ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng, và cái dịch đấy cũng ảnh hưởng đến ví dụ những bạn hai cái năm dịch đấy là lứa tuổi các bạn ấy đang là lứa tuổi trẻ chẳng hạn, hoặc là lứa tuổi thiếu niên thì ạ, thì là qua hai năm dịch là hết lứa tuổi rồi, thì đấy là một cái sự thiệt thòi cho một số vận động viên, rất nhiều bạn bị thiệt thòi. Quay trở lại với cả niềm đam mê thì các bạn trẻ ngày nay thì có rất nhiều thuận lợi, rất nhiều thuận lợi, và tôi cũng nhìn thấy rất nhiều bạn đam mê. Những bạn nào đam mê thực sự thì vẫn đam mê cháy bỏng, còn những bạn nào hời hợt hay không đam mê thì nó cũng thể hiện rất là rõ. Thì nó là, đấy là quy luật tất yếu thôi. Trong đã là đỉnh cao thì chỉ là số ít, không thể là số đông được. Thế thì bạn nào muốn lên đỉnh cao thì phải lựa chọn con đường của mình và phải đi theo con đường của mình. Vâng, thưa anh chị, anh khiêu vũ thể thao thì đã được du nhập vào Việt Nam khoảng 2 thập kỷ nay rồi. Tuy là trong những cái thời gian hiện nay thì kinh tế của Việt Nam cũng đã phát triển. Tuy nhiên là môn khiêu vũ thể thao vẫn được biết đến là một bộ môn đắt đỏ và rất tốn kém. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về những cái khó khăn, trở ngại khi mình là một vận động viên thi đấu cũng như là một huấn luyện viên, làm thế nào để có thể truyền lửa, giữ lửa được cho các bạn vận động viên để gắn bó, kiên trì với niềm đam mê này được không? Thì môn, mỗi một môn thì nó có một cái đặc trưng riêng. Thì thực ra thì khi khiêu vũ thể thao trước đây thì mọi người cứ gọi là đắt đỏ thôi. Thực ra thì với cái sự phát triển theo bề rộng cũng như cái sự mở rộng quan hệ quốc tế thì các bạn ngày nay đi thi đấu hay tập huấn, học tập thì đã kinh phí đã được giảm đi rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Đấy là cái dấu hiệu rất là mừng. Bởi vì là chúng ta có nhiều nguồn thông tin, có nhiều giáo viên, có nhiều huấn luyện viên, có nhiều câu lạc bộ ở trong cả nước nữa, thì cái việc học của các bạn đã đỡ tốn kém đi rất là nhiều rồi. Bên cạnh đó thì đối với những vận động viên mà tôi, những cái cặp nhảy mà tôi huấn luyện thì tôi luôn tạo mọi điều kiện, ví dụ như là có thể giảm học phí này, ví dụ như là đưa các bạn vào một cái đội tuyển nào đấy để các bạn có lương này, để các bạn dùng cái đồng lương đấy sử dụng vào cái đam mê của mình, hoặc là thậm chí có những bạn dùng đồng lương đấy hỗ trợ được cả gia đình của mình. Đấy là về mặt tài chính, và tài chính quyết định tất cả. Tài chính vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta không có tiền, chúng ta sẽ không thể đi tập huấn được, không thể đi thi đấu, và thậm chí là không thể may quần áo, không thể trang bị cho cái bản thân mình được. Thế và một đấy là những cái vi mô, về mặt vĩ mô thì chúng ta cần phải có một tổ chức. Đấy là đó lý do tại sao trong rất trong 5 năm trở lại đây, tôi cùng với cả một số đồng nghiệp đã kêu gọi cái việc thành lập Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao. Việc đấy là rất là chính đáng. Tuy đang còn gặp những một số trở ngại về mặt chủ quan của một vài cá nhân tập thể, cũng như là thủ tục về mặt hành chính, nhưng việc đấy là việc phải làm và rất đáng làm. Và điều đó, khi chúng ta có một tổ chức tốt, một liên đoàn hoạt động tốt, thì những người hoạt động trong lĩnh vực đó, ví dụ như vận động viên, huấn luyện viên, giáo viên, hay là người tham gia chơi thôi, được hưởng lợi rất nhiều từ cái tổ chức đó. Ví dụ như là tổ chức đó có thể vận động được tài trợ này, đúng không? Có thể xin được tài trợ này, rồi tổ chức đó tạo ra được tài chính và sử dụng tài chính đấy quay lại để phục vụ cho những người tham gia trong cái tổ chức đó, như là vận động viên được đi tập huấn, được thi đấu, rồi chúng ta kết hợp với cả liên đoàn quốc tế để chúng ta mời được những huấn luyện viên giỏi sang đào tạo cho huấn luyện viên của Việt Nam, vận động viên Việt Nam, thì đấy là những cái lợi rất là tốt. Và các bạn biết rồi, bây giờ khiêu vũ đã được đưa vào Olympic năm 2024 tại Paris. Đấy là một dấu hiệu rất là đáng mừng, nhưng nó mới chỉ là một nội dung breaking thôi. Chưa mà 10 cái vũ điệu mà truyền thống của khiêu vũ thì vẫn chưa được công nhận là Olympic. Nhưng đấy cũng là một cái bước tiến triển rất là lớn rồi.
rồi khiêu vũ đã có ở SEA Games từ nhiều năm nay, rồi đã bị ngừng, và vừa rồi là SEA Games 31 của chúng ta thì chúng ta cũng đã lại đưa được khiêu vũ vào. Thì đấy là những cái tín hiệu rất là mừng, đấy là những cái động lực để cho người tập, người các bạn trẻ, rồi người tập luyện, các vận động viên, những người chơi có một cái mục tiêu để hướng đến. Điều đấy là rất quan trọng. Có mục tiêu, các bạn có phấn đấu, các bạn mình sẽ được huy chương, mình phấn đấu được huy chương vàng, mình sẽ vinh danh của mình, gia đình mình tự hào chẳng hạn, như thế dòng họ mình tự hào. Có thêm cái động lực để tiếp tục trên cái con đường đam mê. Chính xác, có động lực. Động lực là rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao mà khiêu vũ có rất là nhiều giải đấu, và bây giờ khiêu vũ trên cả thế giới nữa đang bước sang một cái mục tiêu mới, đó là phải vào được Olympic. Đấy, thì đưa nó trở thành một môn thể thao chính thống, môn thể thao Olympic, và tất cả các ủy ban Olympic của các quốc gia trên thế giới đều công nhận nó. Thì đấy là một cái bước tiến rất là lớn, và chúng ta đang gần đến nó rồi, đang gần đến nó rồi. Và như em được biết thì hiện nay là khiêu vũ thể thao Việt Nam vẫn đang là một bộ môn theo tiêu chí là xã hội hóa. Nghĩa là các vận động viên tham gia bộ môn này, nhất là những vận động viên mà đi đến đỉnh cao, thì dường như là các bạn, các cái phần tiền được hỗ trợ rất là ít, và phải tự bản thân mỗi vận động viên cố gắng và chi trả cho những cái chi phí đấy. Với số tiền rất là lớn, đúng không ạ? Mỗi lần, mỗi đợt đi tập huấn, ví dụ tập huấn châu Âu, thì số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu. Đúng rồi. Vâng. Thì như thế, quay trở lại một chút về SEA Games 31 đã rất thành công ở Việt Nam. Và học trò của anh cũng đã mang lại rất nhiều huy chương, trong số đó là có 5 huy chương vàng ở các mảng Latin. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về những bước chuẩn bị để có thể đạt được những cái thành tích tốt như vậy, khi mà mình phải tự đầu tư là chủ yếu. Quay trở lại quá khứ một chút thì SEA Games đầu tiên mà tôi tham gia đấy là SEA Games 23 tại Philippines năm 2005, và cho đến SEA Games vừa rồi là SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam. Thì chúng ta là cả một quá trình 15, 17, 15, hơn 10 năm, một quá trình từ những bước đi đầu tiên. Thế thì để đạt được 5 cái huy chương vàng đó thì nó phải là cả một quá trình, nó và mất rất là nhiều thế hệ vận động viên, thi đấu rồi chưa đạt rồi nghỉ rồi thay đổi rất là nhiều, và chỉ những người còn tồn tại lại. Thì thực ra thì những cái người mà đạt được, ví dụ như Trung Kiên Hồng Anh này, Minh Trường, Thu Hương này, đạt được những huy chương đó đều là những cái người vẫn là thế hệ ngay sau thế hệ của tôi. Tức là chúng tôi hồi đó vừa đi thi đấu và vừa dạy các bạn ý, thì đấy là các bạn ấy vẫn còn tồn tại được đến ngày hôm nay, các bạn tập luyện thì mới có được cái quả ngọt như vậy, chứ còn không thể nào mà bảo là ngay mà đạt được điều đó. Nên đạt được 5 huy chương đó là đúng thời điểm và đủ thời gian thì mới đạt được 5 huy chương đó. Đấy là câu chuyện đường dài. Và trở lại với cả những cái vận động viên mà vừa đạt huy chương vừa rồi, 4 vận động viên vừa đạt được huy chương vàng vừa rồi, thì các bạn ý cũng phải, như bạn đã nói, đầu tư rất là nhiều và trong nhiều năm, chứ không phải là một lần, không phải chỉ vì có SEA Games. Ví dụ như Trung Kiên Hồng Anh không có SEA Games vẫn phải đi tập huấn ở nước ngoài, Minh Trường, Thu Hương cũng như thế. Rồi khi không có đi tập huấn ở nước ngoài thì lại mời huấn luyện viên nước ngoài về Việt Nam dạy đấy. Rồi khi đi thi đấu, cả đi thi đấu nước ngoài nữa, các giải quốc tế nữa, trong khu vực là cũng như châu Âu. Rồi bản thân chúng tôi khi mà còn là tổ chức nên những giải quốc tế để các bạn đi có cơ hội cọ sát. Đấy, thì đấy là một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa huấn luyện viên, vận động viên, giữa nhà tổ chức, giữa những người làm nghề với cả nhau để làm nào tạo được cái điều kiện tốt nhất cho các bạn ý. Đương nhiên, cái sự quyết định chính là ở các bạn ý. Các bạn ý phải có đủ kiên định đi theo mục tiêu của mình. Các bạn ý có đủ kiên trì. Các bạn ý chịu đủ gian khổ. Ví dụ như Trung Kiên chẳng hạn. Nếu câu chuyện này nói ra là gì? Lần đi tập huấn SEA Games vừa rồi là các bạn là Trung Kiên tiết kiệm được mấy trăm triệu để chuẩn bị cưới vợ là đem ra đốt hết. Rất may là vừa rồi thi SEA Games xong thì các bạn có huy chương, có thưởng, cộng thưởng khoản nọ khoản kia vào trung ương địa phương rồi nhà tài trợ vào, thì các bạn ý cộng thêm cả làm việc nữa. Trung Kiên Hồng Anh là đi dạy rất là nhiều để kiếm sống. Đấy. Thế đấy. Thì tuy nhiên thì lại là không nhảy được nữa. Đấy, Trung Kiên Hồng Anh đến phút cuối thì trước đại hội thì lại không tham gia được vì Hồng Anh lấy chồng. Đấy, câu chuyện nó lại là như thế. Nếu bây giờ vận động viên nào mà cũng chỉ chăm chăm tập xong rồi đi lấy chồng thì hoặc là đi làm kinh tế thì khiêu vũ không có những cái hạt giống như vậy. Đấy, và ở cương vị một người huấn luyện viên hiểu được những cái khó khăn thuận lợi của các vận động viên, hiểu được cái thời thế thì
tôi càng phải bảo vệ, càng phải ươm những cái mầm như vậy, như kiểu Trung Kiên và Hồng Anh, những cái hoặc là Minh Trường, Thu Hương. Như Trung Trường Thu Hương thì như nếu các bạn biết là Thu Hương là phải nói là tạm gác việc gia đình lại, đúng không? Đã có con rồi, đã có chồng rồi, hy sinh việc gia đình, việc riêng của mình để theo đuổi đam mê. Thì đấy, cái gì nó có giá, thành công nó không tự nhiên đến được. Và bạn phải biết trả giá cho điều đó, thì sẽ đến ngày, đến giờ, đến đúng thời điểm bạn sẽ gặt hái được những điều mà mình mong muốn. Vâng, vậy là những cái gì mà các quý vị khán giả nhìn thấy ở thành công của SEA Games 31 trong bộ môn khiêu vũ thể thao Việt Nam, nó là cả một quá trình dài mà các vận động viên cũng như các huấn luyện viên phải đưa ra những đường hướng và phải đầu tư, phải theo đuổi, phải hy sinh. Và đến SEA Games 31 thì nó là một điểm rơi để đúng, chúng ta gặt hái được thành quả. Đúng. Và chuyển sang một chút với các lứa vận động viên trẻ kế cận, thì trong tương lai anh chị anh có những kế hoạch và dự định, có những định hướng gì cho các bạn để các bạn có thể tiếp tục nối bước các đàn anh đàn chị và tiếp tục trở thành những Trung Kiên, Hồng Anh, Minh Trường, Thu Hương và đem về những thành tích tốt hơn nữa cho khiêu vũ thể thao Việt Nam? Cái việc mà huấn luyện hay là việc tuyển chọn hay việc đào tạo các bạn ra các lứa thì nó đã rồi. Không, và không chỉ một mình tôi, cũng rất là nhiều các anh chị em khác cũng vẫn đang làm cái việc đấy rồi. Nhưng chúng ta phải quay trở lại câu chuyện là một cái bước rất là quan trọng là chúng ta phải có một tổ chức hoạt động chặt chẽ và thực sự là hoạt động vì những con người đang hoạt động trong lĩnh vực đó, như vận động viên, huấn luyện viên, giáo viên, người chơi, trọng tài, thực sự là vì những điều đó. Đấy, và mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để cho cộng đồng chúng ta nó thật tốt lên, làm thế nào để khi đại dịch xảy ra, như đợt vừa rồi rất nhiều giáo viên hay rất nhiều câu lạc bộ đóng cửa, rất nhiều người bỏ nghề, rất nhiều người phải bán hàng online, phải làm đủ thứ nghề khác để mà có tiền để nuôi đam mê của mình. Sau đại dịch thì lại khôi phục lại, lại đi thuê lại câu lạc bộ, lại mở lại. Đấy, thì làm thế nào một cái tổ chức mạnh, nó cũng giống như một quốc gia, khi quốc gia đấy giàu có về tài nguyên, mạnh mẽ, thì có bất kỳ điều gì xảy ra như chiến tranh, thiên tai hoặc kinh tế khó khăn như đại dịch vừa rồi chẳng hạn, thì quốc gia đấy hoàn toàn có thể xuất kho của mình để nuôi được dân của mình. Thì đấy là cái mục tiêu, mới là một cái mục tiêu lớn, đấy mà mới là mục tiêu quan trọng. Vì khi chúng ta đã có một cái tiềm lực về tài chính, khi chúng ta có một hệ thống tổ chức thật tốt, thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những lứa vận động viên rất là tốt. Ví dụ tôi bây giờ ở trên vùng cao chẳng hạn, các bạn vận động viên, rất nhiều bạn vận động viên tài năng, gia đình không có điều kiện, hoàn toàn liên đoàn có thể đưa các bạn ấy về, cho các bạn ấy lương, gia đình các bạn không cần phải lo lắng gì về việc các bạn ăn uống học tập, và các bạn chỉ việc tập trung vào chuyên môn thôi. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những vận động viên tốt hơn những vận động viên bây giờ rất nhiều, bởi vì các bạn được theo đuổi chuyên nghiệp, giống như bóng đá hay là nhiều môn thể thao khác, chúng ta có thể thao chuyên nghiệp. Thì muốn có thể thao chuyên nghiệp thì chúng ta phải có tổ chức chuyên nghiệp. Muốn có tổ chức chuyên nghiệp thì tổ chức đấy, mục tôn chỉ mục đích rất là rõ ràng, đường hướng rất là rõ ràng, vì cái gì, không phải vì ông A, ông B, vì ông nọ, ông kia, mà vì một cái, cả một cái nền, vì tất cả mọi người. Và tổ chức đấy sẽ lớn mạnh khi điều đầu tiên là nó chăm lo cho những cái hạt nhân ở trong nó. Điều thứ hai, khi các cái hạt nhân ở trong nó lớn mạnh, phát triển rồi, thì nó lại quay lại xây dựng cho tổ chức. Cứ một cái vòng như thế, cứ một cái hệ tuần hoàn như thế, thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát triển rất là tốt. Và rất là dễ, bài toán rất là dễ, thực ra rất là dễ. Và chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi mục tiêu và quyết định của mình khi để bằng mọi giá chúng tôi sẽ có một tổ chức vì cộng đồng những người khiêu vũ và phục vụ những cộng đồng khiêu vũ để gây dựng lớn mạnh, qua đó giúp cho người dân Việt Nam được chơi những môn thể thao lành mạnh, có sức khỏe tốt, yên tâm công tác, qua đó những vận động viên tài năng được đầu tư một cách bài bản và phát triển tốt hơn nữa, để chúng ta hướng tới các mục tiêu ASEAN, Olympic, hướng đến những sân chơi đỉnh cao của thế giới. Việt Nam chúng ta phải như thế, phải bước ra những cái điều như thế. Con người chúng ta đầy đủ tài năng, đầy đủ ngoại hình, đầy đủ tất cả mọi việc. Chúng ta chỉ thiếu một cái tổ chức mạnh, xuyên suốt. Chúng tôi đã mất 15-17 năm để có được 5 huy chương vàng. Chúng tôi sẵn sàng mất 5-10-15 năm nữa để có một cái tổ chức thật tốt. Vâng, và như em có thể thấy thì là ví dụ trong các cái quốc gia ở trong khu vực của mình, ví dụ như Hồng Kông, Philippines, thì các vận động viên được rất nhiều cơ hội để tập huấn với các chuyên gia nước ngoài. Và ví dụ một năm họ có thể tham gia tập huấn châu Âu 3-4 đợt. Đúng. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam, cái số lượng các vận động viên được tham gia những cái kỳ tập huấn như thế
không phải nói là được tham gia mà các bạn có khả năng để đầu tư được cho những cái đợt tập huấn như thế là rất ít. Mà như thế cái thành tích mà chúng ta đạt được nó đã đang vượt qua các quốc gia như Philippines. Gần đây chúng ta đã thắng được Philippines là những cái đối thủ rất là mạnh mà những năm trước đây khiêu vũ thể thao Việt Nam chưa thể vượt qua. Thì có thể thấy là cái khả năng của Việt Nam là rất lớn, chỉ có thiếu sự đầu tư. Cái tiềm năng là rất lớn, là phát triển rất là tốt, nhưng cũng phải nhìn lại là chúng ta thắng là cũng chỉ mang tính thời điểm thôi nhá. Chứ còn nếu mà so với cả một nền, chúng ta vẫn chưa thể vượt qua được Philippines, chưa thể vượt qua được Thái Lan. Chúng ta phải khẳng định với nhau thì chúng ta có thể hơn Singapore, có thể hơn Malaysia, có thể hơn Indonesia, có thể hơn Lào và Campuchia. Nhưng đối với Thái Lan và Philippines, về nền tảng tôi đang nói về một cái rộng, một cái lớn thì chúng ta vẫn chưa. Các Thái Lan và Philippines người ta có liên đoàn, có hệ thống phát triển rất tốt, bài bản. Từ bé này các bạn đã nhảy tốt rồi và cứ thế là đẩy lên. Đấy, và đúng như bạn nói, ví dụ như là đợt SEA Games vừa rồi là nhiệm vụ quốc gia vô cùng quan trọng, thì các bạn ấy chỉ đi tập huấn được một lần. Đấy, mà một lần đi là phải ở cả tháng ở bên đấy để mà tập huấn, chứ không thể đi nhiều được, và từ đó thì mới đi thi đấu loanh quanh đấy, chứ không thể vừa đi vừa về như vừa rồi. Câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện đây là bài toán kinh tế. Chúng ta chưa có đủ mạnh. Thậm chí đến Tổng cục Thể dục Thể thao chẳng hạn thì cũng chỉ hỗ trợ một phần rất là nhỏ. Chủ yếu và đến địa phương của Trung Kiên Hồng Anh là Hà Nội chẳng hạn thì cũng hỗ trợ. Đấy. Tất đương nhiên là chúng tôi luôn luôn tôn trọng và rất là trân trọng, dù là một đồng hỗ trợ cũng rất là quý, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là để cho vận động viên bỏ tiền túi ra như thế, bỏ cả tiền tiết kiệm ra như thế để mà đi tập huấn thì nó cũng chỉ là thời điểm thôi, nó cũng chỉ là một lần hai lần thôi. Sẽ có thể, rất có thể là những vận động viên sau người ta không đủ đam mê nhiệt huyết thì làm sao người ta bỏ ra, thì như nào, thì thành tích như nào, chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, và thì... với những cái tiềm năng như thế, nếu như mà có được sự đầu tư giống như các nước bạn thì chắc chắn là nền khiêu vũ thể thao Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Chắc chắn đấy, điều đấy là khẳng định. Chúng ta có thể sánh với cả trong khu vực, chúng ta có thể sánh với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, là câu chuyện đấy là hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể ở trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta có thể là ở top đầu ngay, có thể là hiện nay đang là top 3, chúng ta có thể vượt lên thứ nhất ngay trong vòng 5 năm chắc chắn. Và các bạn nhìn thấy rằng là như chúng ta đã thấy là trong 17 năm qua thì khiêu vũ thể thao đã rất là phát triển, đúng không? Đã rất là phát triển. Rất nhiều ngành đi theo, ví dụ như là thời trang, may mặc, giày dép, đúng không? Đầu tóc, make up, tất cả nhiều thứ đấy, rồi ngành giảng dạy. Đấy cũng rất là phát triển. Thì nó đã có một hệ sinh thái, một tự nhiên rồi, nó phát triển cái rất là tự nhiên, rất tốt. Và bây giờ mình hệ thống lại và thúc đẩy, tạo thêm nhiều thuận lợi cho nó nữa thì chắc chắn là sẽ làm được. Và tương lai của khiêu vũ thể thao Việt Nam nó rất lạc quan khi chúng ta có một cái tổ chức. Và với cái sự phát triển như hiện nay của khiêu vũ thể thao Việt Nam, và đặc biệt là cái dấu ấn ở trong SEA Games 31 rất thành công với 5 tấm huy chương vàng. Tuy nhiên là ở kỳ SEA Games 32 sắp tới tại Campuchia thì bộ môn này lại không có trong danh sách những bộ môn thi đấu. Thì cá nhân anh là một huấn luyện viên thì anh có cảm xúc như thế nào? Có chút tiếc nuối nào không? 10 cái nội dung, 5 Latin, 5 Standard ấy, là cái truyền thống ở trong SEA Games. Thì năm nay, từ SEA Games 30 tại Philippines người ta đã đưa breaking vào rồi. 31 thì chúng ta không đưa breaking vào, thì đến 32 thì Campuchia đưa breaking vào. Và thực ra Liên đoàn Thế giới WDSF thì người ta đã đưa breaking vào từ khá lâu rồi. Và đó, vì người ta đưa breaking vào nên người ta đưa được khiêu vũ thể thao dance sport vào Olympic. Thì đấy là cái mục tiêu lớn của người ta. Và đó là xu thế rồi. Thì thực ra thì đối với những người chuyên làm về mảng 10 vũ điệu ballroom như chúng tôi thì không có ở SEA Games thì đương nhiên là buồn. Đương nhiên là buồn, chắc chắn là buồn rồi. Thế nhưng mà khi đóng cửa cánh cửa này thì lại mở ra một cánh cửa khác. Thì đối với những bạn tập hip hop hay là breaking từ trước đến nay thì đấy là một cơ hội cho các bạn ý. Và hết cái việc phát triển của hip hop, của breaking trong cũng không chỉ 17 năm nay, từ rất lâu rồi, từ hơn 20 năm nay cũng đã, nó cứ phát triển ngầm thôi, nó cứ phát triển, nó không phải là những cái thi đấu chính thống, nhưng mà nó đã có rất nhiều giải các bạn tổ chức với nhau rồi, thậm chí có cả giải quốc tế mời về nữa rất nhiều. Suốt cái hành trình được hơn 20 năm đấy thì nó đã có một cái bề dày và nó có cái độ lan tỏa rất là rộng rồi. Thế chính vì vậy thì khi có SEA Games hay là ASEAN hay Olympic có cái nội dung breaking này thì đấy là một cơ hội tuyệt vời để mà những người chơi, các bạn chơi hip hop
Ricky, những người hoạt động trong lĩnh vực đấy được có cơ hội để phát triển, có cơ hội để khẳng định tài năng của mình. Đấy, điều đấy là rất là tuyệt vời. Và chúng tôi thì đương nhiên là không có 10 nội dung này thì chúng tôi lại bây giờ lại phải quan tâm đến breaking, lại phải phát triển breaking, mời những cái người chuyên gia về để mà tập luyện. Vâng, và tiếc nuối thì có tiếc nuối, nhưng mà có thể nói là đây cũng là một cái dịp để đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam có thể có thêm thời gian để trau dồi, để tập luyện, và chúng ta lại tiếp tục hướng đến kỳ SEA Games. Chính xác, tôi hoàn toàn đồng ý với việc đó. Và tôi cũng nói với những bạn mà đã đang đội tuyển quốc gia mà năm nay bị, hôm nay tập huấn một tháng thôi mà, không được tập huấn nữa ở 10 cái vũ điệu, ở nội dung 10 vũ điệu ấy, thì nói rằng là thực ra thì SEA Games thì đương nhiên là tiếc, nhưng mà các bạn cũng phải hướng đến những sân chơi lớn hơn, bởi vì SEA Games chưa phải là sân chơi lớn nhất. Các bạn hãy hướng ra Olympic, hãy hướng ra ASEAN, hãy hướng ra vô địch thế giới. Các bạn phải hướng đến những mục tiêu đấy thì các bạn sẽ không bị nhụt chí, các bạn sẽ không bị nản lòng và tiếp tục theo đuổi được cái đam mê của mình. Vâng, và không có mặt ở trong SEA Games 32 sắp tới thì mục tiêu tiếp theo gần nhất của anh cũng như là đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam hướng tới giải đấu nào trong năm tới đây? Chúng tôi sẽ hướng tới giải vô địch thế giới, hướng tới World Game đấy, và hướng tới SEA Games tiếp theo tại Thái Lan. Vì Thái Lan biết rồi, môn đan sport rất là mạnh, rất là phát triển, nên sẽ hướng tới những cái mục tiêu đó. Và các bạn lại có một mục tiêu dài hơn, tuy chậm lại nhưng bạn có mục tiêu dài hơn. Và đúng, trong cái giờ cũng có cái hay, các bạn có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, nhiều thời gian để tích lũy tài chính hơn để chuẩn bị cho những cái dịp sắp tới. Và những người làm nghề như chúng tôi cũng sẽ phải vận động để chuẩn bị tốt hơn, để có một tổ chức thật tốt ra đời để phục vụ cái cộng đồng này. Vâng, và cảm ơn anh Chí Anh và những chia sẻ vừa rồi. Và với những cái mục tiêu rất lớn ở phía trước thì xin chúc cho anh Chí Anh cũng như đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều đam mê, thật nhiều nhiệt huyết để tiếp tục trên con đường đam mê của mình và đem về những thành tích cho khiêu vũ thể thao Việt Nam. Cảm ơn anh. Cảm ơn em.